Chào các bạn đã quay lại với kênh Lò Mọ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sửa cái quạt điện Mitsubishi này nhé. Hiện tại thì nó đã không chạy được nữa rồi, không còn hoạt động nữa. Bình thường khi mà cắm điện vào thì nó có một cái tiếng tít, nhưng hiện tại bây giờ mình cắm vào thì nó không kêu nữa. Mình hy vọng thì nó chỉ là bị cháy cầu chì thôi, đứt cầu chì thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mổ nó ra và xem nó có sửa được nó không nhé. Đây là cái mạch điện của nó. Mình có ngửi đến mùi khét các bạn. Khả năng là cháy cái linh kiện gì rồi. Đây là các phím điều khiển này. Có một cái mắt hồng ngoại để nhận cái điều khiển từ xa. Và đây là các cái dàn led để hiển thị. Một cái hộp sắt gì nữa đây. Mình nhìn sơ qua bên ngoài này thì các cái linh kiện không bị đổi màu. Chưa thấy cháy. Nhưng mà mình vẫn ngửi thấy mùi khét, khả năng ở trong cái hộp này. Giờ mình sẽ tháo cái phần sắt này ra đã. Trong này còn một các linh kiện nữa. Đây là cái cầu chì. Bây giờ mình sẽ đo cái cầu chì này trước là xem cái cầu chì này hỏng không nhé. Mình sẽ dùng cái đồng hồ đo này để đo ở chế độ thông. Chế độ thông này thì hai đầu chọc vào nhau là nó kêu nếu mà thông nhau. Đó. Bây giờ mình sẽ đo hai cái cực của cái cầu chì này trước này. Nó vẫn kêu, có nghĩa là cầu chì này không bị cháy. Mình để ý có một cái linh kiện này nó bị cháy này, bốc khói. Đây, để mình zoom cho các bạn xem. Đây, linh kiện này bị bốc cháy. Khói nó ảnh hưởng sang các cái linh kiện khác. Khả năng là chỉ ở mỗi con này thôi. Mình thấy nó xùi cả cái phần vật liệu bên trong của cái con thiết bị này. Chắc chắn là con này bị nổ rồi. Bây giờ mình sẽ nhả con này ra để xem nó là cái con gì nhé. Nó bị nổ rồi các bạn ạ. Mình có mua các cái linh kiện. Cái này nó là cái con cuộn cảm. Đây là con cuộn cảm. Đây, mình đã bóc vỏ của nó ra đây. Cái màu đen đen thực ra là nó là cái co nhiệt thôi. Đây là một con cũ này. Bóc con cũ ra. Và đây là con mới.
vậy hơi khác khác nhau. Rồi bây giờ mình thử lắp cái con mới này vào nhé. Cái cuộn cảm này thì nó không phân biệt cực. Bạn nhìn thấy cái linh kiện nào mới mà hai cái cực của nó bằng nhau như thế này thì nó không phân biệt cực. Rồi, bây giờ mình thử cắm điện và xem có chạy không nhé. Mình vừa cắm điện vào nhưng mà nó vẫn không lên các bạn. Chắc là nó còn hỏng thêm linh kiện gì nữa. Sau khi mình đã thay số các linh kiện nhưng mà nó vẫn không chạy các bạn. Mình thay IC nguồn này, thay hai con tụ này, thay cuộn cảm này, thậm chí mình thay cả cái con tụ lọc nguồn này, diode. Mình thay hết cả cái cụm này rồi nhưng mà vẫn không chạy. Bây giờ mình sẽ xoay ra một cái hướng khác, đó là mình sẽ độ nguồn cho nó, độ cái nguồn ngoài. Bản chất của tất cả các cái linh kiện này ở trong cái mạch nguồn này, nó sẽ cấp nguồn 5V cho cái con tụ này. Nó sẽ cấp một cái bộ nguồn 5V cho con tụ này để điều khiển bộ cái mạch ở bên này bằng nguồn 5V. Vì vậy mình sẽ chuyển sang phương án là mình sẽ chế cái nguồn 5V cấp trực tiếp luôn vào cho con tụ này để nó nuôi cái mạch điều khiển này. Còn đây là cái mạch, bên này là cái mạch nguồn này, bên này là cái mạch nguồn các bạn nhé. Còn bên này là mạch điều khiển này. Cái mạch điều khiển bên này khi mà điều khiển nó sẽ tác động lên các cái điểm này, ví dụ như là tăng giảm, quay quạt, nó sẽ điều khiển ngược lại cái này. Trước khi độ cái nguồn 5V để cấp trực tiếp vào con tụ này thì mình phải kiểm tra xem là cái con IC điều khiển này nó còn hoạt động không. Nếu mà còn hoạt động thì mình mới độ được cái kiểu kia. Còn nếu mà nó không hoạt động ấy, khả năng là phải mua cái mạch mới. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái IC này xem nó còn hoạt động không nhé. Mình sẽ cấp một cái nguồn 5V vào con tụ này. Khi mà cấp nguồn vào thì nó sẽ có tiếng pip. Thì lúc đấy là IC này vẫn hoạt động. Còn khi mà cấp nguồn vào nó không có tiếng pip ấy, mà có cái đèn này nháy loạn lên thì chắc chắn con IC này nó bị chập rồi. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn trực tiếp vào cái con tụ này. Mình sẽ cấp vào hai cái chân này của tụ. Các bạn chú ý là con tụ này là tụ phân cực nhé, cho nên là phải đấu đúng cực của con tụ. Đây, bên này là âm này, cực âm bên này và cực dương sang bên này. Bây giờ mình sẽ hàn cái dây kéo dài ra vào hai cái chân của tụ này.
Đây mình sẽ kéo dài hai cái nối dài hai cái dây này đây của hai cái chân tụ này. Giờ mình sẽ cấp nguồn cho nó. Mình sẽ dùng cái bộ nguồn đa năng này để cấp nguồn thử cho cái mạch này nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cấp điện. Nếu mà có tiếng pip từ cái loa này thì có nghĩa là cái IC này vẫn còn hoạt động. Đấy. Như vậy là IC này vẫn hoạt động. Thử bật lên này. Như vậy là cái cụm mà cái mạch điều khiển ở này vẫn hoạt động. Nó chỉ chết ở chỗ cái mạch nguồn này thôi. Có nhiều bác sẽ chế luôn cái các cái linh kiện để nó chuyển luôn cái nguồn 5V vào cái con tụ này. Chế thế cũng được, nhưng nó hơi lằng nhằng một chút. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đơn giản hơn. Đó là mình sẽ sử dụng luôn cái nguồn cái bộ sạc điện thoại đây. Sạc điện thoại. Output của nó sẽ là 5V. Dùng luôn cái này. Để nuôi cho cái mạch điều khiển này. Còn cái mạch nguồn này mình sẽ tháo hết các cái linh kiện này ra. Mình tháo hai con tụ này, IC tháo ra này, cuộn cảm này. Và con tụ này, con cuộn cảm này. Bốn cái linh kiện này nữa. Cuộn cảm này, tụ này với cả hai con diode này. Mình sẽ tháo hết ra. Tháo hai con tụ này, cuộn cảm này và cái IC nguồn. Bây giờ mình sẽ tháo mấy cái linh kiện này ra trước nhé. Đây mình đã tháo hết các linh kiện này rồi. Giữ lại con tụ này thôi. Cái sạc điện thoại này mình sẽ bóc cái vỏ ra và lấy cái mạch ở trong thôi để cho nó bé, để mình giấu vào trong cái quạt cho nó dễ. Đây là cái sạc điện thoại mình đã tháo ra. Bỏ cái vỏ đi, chỉ lấy cái mạch này thôi. Đây là điện đầu vào 220V này. Đầu ra nó sẽ là hai cái dây này, hai cái điểm này. Đỏ là âm, à đỏ là cực dương và bên này là cực âm. Đây ở đây nó có ký hiệu này. V cộng và V trừ. Đây là hai cái đầu ra của 5V. Bây giờ mình sẽ thử cấp nguồn đây và xem là cái mạch này nó có chạy được không nhé. Các bạn chú ý phải đấu đúng cái chiều của cái cực âm cực dương nhé, không là nó nổ tụ đấy. Bây giờ mình sẽ cấp điện cho cái nguồn 5V này, xem các điều khiển bộ điều khiển này có hoạt động nhé. Đấy, vẫn có tiếng pít. Như vậy là nó đã hoạt động rồi. Mình thử bật này. Đấy, đèn sáng. Rồi,
Như vậy là mình sẽ chế cái nguồn của cái sạc điện thoại này vào để điều khiển cái mạch điều khiển của quạt này. Mình sẽ không dùng cái nguồn này để chuyển ra nữa. Bây giờ mình sẽ đi lắp vào quạt nhé. Mình sẽ lắp cái nguồn 5V ở chỗ này. Sau đó là câu dây ra. Bây giờ mình hàn cái mạch này vào thôi. Hai cái dây nguồn của mạch 5V các bạn hàn luôn vào hai cái dây nguồn cũ của quạt để lấy điện 220V nuôi nó. Các cái dây tín hiệu các bạn hàn theo đúng cái màu. Trên bên nó cũng ghi là màu luôn này. Blue, red, black, gray. Các bạn hàn đúng màu dây vào là được. Cái dây màu trắng này là đến nguồn 220V. Tiếp theo là hai cái dây của cái nguồn 5V ra đây. Các bạn vào hàn vào đúng cái chân của con tụ. Sau rồi bây giờ mình sẽ thử cắm điện nhé. Bạn nghe tiếng pít rồi. Bật lên. Mình sẽ dùng cái điều khiển. Mọi thứ đã ok các bạn ạ. Như vậy là mình đã sửa xong cái quạt này rồi. Thay toàn bộ. Mình thay toàn bộ nguồn, các cái linh kiện nguồn của cái main cũ. Và thay bằng cái nguồn của cái sạc điện thoại 5V cho cái mạch điều khiển phía trên này. Cái quạt Mitsu mà cái dòng này cái mạch rất là kém. Nhiều người bị, rất nhiều người bị. Đây bây giờ mình sẽ điều khiển cho các bạn xem. Quạt đã chạy rồi đấy.
Rồi bây giờ mình chỉ lắp vào là xong thôi. Video của mình kết thúc ở đây. Các bạn thấy video hay và bổ ích thì hãy like và chia sẻ ủng hộ kênh của mình. Nhớ đăng ký subscribe kênh để được xem những video mới hơn của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.